làm việc nhà thực ra không chỉ đơn thuần là làm việc nhà mà còn là cách trẻ rèn luyện những kỹ năng như chủ động tháo vát kiên nhẫn quản lý và sắp xếp thời gian một cách hiệu quả năm điều khắc cốt ghi tâm khi bố luyện cho trẻ làm việc nhà thành công của một người phần lớn liên quan đến thời thơ ấu thành công được đo bằng việc người ấy đã học được bao nhiêu kiến thức hay làm những việc tưởng chừng như tầm thường ngay từ nhỏ